Dạ vâng, em Hải xin chào toàn thể các bác ạ. Trong clip ngày hôm nay, em Hải xin được trân trọng giới thiệu tới các bác một mẫu nâng tiếng hát và nâng tiếng nhạc đạt 3 tiêu chuẩn mà em đưa ra. Đó chính là thương hiệu tốt, chất lượng tốt, bảo hành tốt. Thứ hai là sản phẩm chất âm hay, nhiều tính năng. Thứ ba là giá thành hợp lý ạ. Thì hôm nay em trân trọng giới thiệu tới các bác mẫu nâng tiếng của thương hiệu PS Audio, một trong những dòng thương hiệu rất nổi tiếng hiện tại. Và mẫu nâng tiếng này là phiên bản 2024 sau thành công rất vang dội của phiên bản 2023, đó chính là PS V900 Plus. Thì bây hiện tại nhà hãng PS Audio đã cho ra mắt phiên bản mới chiến lược của năm 2024, đó chính là PS Audio XT1000, mẫu nâng tiếng đầy đủ tính năng, chất lượng hay, chất âm hay, dễ chỉnh và giá thành thì rất là hợp lý cho bác ạ. Và bảo hành thì cũng rất là lâu. Đây, mẫu nâng tiếng trước mắt con đây chính là mẫu nâng tiếng phiên bản 2024. Thiết kế của mẫu nâng tiếng này thì là thiết kế mặt trước là phay nhôm. Đấy, mặt phay nhôm và được tích hợp là màu đen, rất là phù hợp với đa phần các bộ giản vốn có. Logo của PS Audio XT1000. Nút nguồn ở phía bên phải. Và đây là các phím tinh chỉnh này, input là đổi các cổng tín hiệu vào. Cổng tín hiệu đầu vào của chiếc nâng tiếng này có cả cổng USB này, Bluetooth này, cổng quang optical, giải mã âm thanh rất là hay. Và cổng AUX. Đấy, các nhấn phím này để chuyển đổi. Và đây là các phím bấm này kết hợp với phần tinh chỉnh cho USB đổi bài này. Đấy. Đấy, các phím tinh chỉnh này, đầu tiên là các vế channel 1. Thì đây là phím này, là phím tinh chỉnh bass. Đây là tinh chỉnh chung và chép, cái thứ tư này. Và vế bên này là kênh 2, channel 2. Và hai volume ở giữa đây chính là volume to nhỏ của từng vế. Đấy, bình thường các bác thấy những nâng tiếng là rất ít có volume to nhỏ đúng không ạ? Hầu như ta phải volume to nhỏ ở trên vang. Nhưng đây, chiếc nâng tiếng này thì có cả volume to nhỏ theo từng vế luôn, ở mặt trước có rất dễ chỉnh. Và cổng súp chính là cái đường cắt cốt, cắt súp ở phía trước luôn. Đấy, có cả đường súp xuống cho các bác đầu súp điện, súp hơi ạ. Đấy, cái này thì các phím bấm để khuếch đại âm thanh. Đấy, của vế A này, của vế B này. Đấy, qua nâng và không qua nâng. Cắt cốt, đảo pha của súp ạ. Rất là đẹp, màn hình hiển thị thông số này. Đấy, đèn vào, tín hiệu vào, đèn nháy, rồi là thông số. Hàng chính hãng của PS cho nên là sẽ có tem của nhà hãng các bác nhé. Đây tem của nhà hãng, các bác có thể check mã QR, cào mã vạch để kích hoạt bảo hành. Đấy, hàng mới về đây các bạn. Về phía sau. Phía sau thì đây là các cổng tín hiệu đầu ra, hai cổng output và hai cổng input bằng jack Canon. Hoặc các bác có thể là sử dụng các jack hoa sen. Đấy, rất là tiện lợi ạ. Vừa có jack cắm Canon, vừa có jack cắm hoa sen input vào đây. Output là bên này. Và đây là cổng súp, cũng có hai kiểu jack cắm, một là Canon, hai là hoa sen. Dâu Bluetooth rất là dài. Đấy, dâu sóng Bluetooth các bạn. Này, dâu này thì các bác yên tâm là bắt sóng khoảng tầm 10-15 mét, rất là khỏe nhé. Và tín hiệu đầu vào sẽ có cổng thêm cổng cổng quang optical, ngoài là USB, Bluetooth, AUX thì sẽ có thêm cả cổng quang nữa. Nói chung là đây là một chiếc nâng tiếng hoàn thiện, đầy đủ tính năng, chất âm hay, bảo hành lâu, hàng chính hãng, chất lượng tốt. Với mẫu nâng tiếng của PS Audio XT1000 này thì sẽ được nhà hãng bảo hành lên tới 24 tháng, tức là 2 năm các bạn, và được đổi mới trong vòng 3 tháng đầu nếu có bất kỳ lỗi kỹ thuật gì. Mẫu mã đẹp, rất là ưng ý với cái mẫu mã này. Anh em có thể là ghép vào bộ dàn để tạo nên cái điểm nhấn trên bộ dàn, và cũng như là quan trọng nhất, đó chính là cái phần nâng tiếng của nó, chất âm cho lên rất là hay và cực kỳ tuyệt vời với mẫu nâng tiếng PS Audio XT1000 này. Ok, và bây giờ thì em sẽ cắm chiếc nâng tiếng này lên để vừa đánh súp vừa đánh loa, các bác cùng nghe chất âm qua nâng tiếng và không qua nâng tiếng nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vâng, vừa rồi thì các bác vừa được trải nghiệm chất âm của chức nâng tiếng PS XT1000 đúng không ạ? Khuếch đại âm thanh rất là hay, tiếng rất là sạch sẽ và rất là mạnh. Thì các bác nào quan tâm đến mẫu nâng tiếng mới cho ra mắt của thương hiệu PS Audio này thì có thể liên hệ qua em với số điện thoại online. Cơ sở miền Bắc là 0919182233. Hiện tại em Hải đang cầm số hotline trong Sài Gòn 0982352313. Và đây là các địa chỉ cửa hàng bên em ạ. Và mẫu nâng tiếng PS Audio XT1000 này có giá là 1.600.000, được bảo hành 24 tháng. Ok, hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào ạ.